thương cho thân phận cá chết ở thủ đô. Do khí hậu nắng nóng đỉnh điểm rồi lại đột ngột đổ mưa rào, nên trong 3 ngày từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 7 vừa qua, cá ở hồ Tây chết hàng loạt với số lượng lớn, ước tính tầm 20,5 tấn cá. Do lượng cá chết tương đối lớn nên thú hút truyền thông, người dân quan tâm với nhiều bình luận, nghi ngại nguyên nhân khiến cá chết không chỉ vì lý do của thể tiết thay đổi đột ngột mà do môi trường hồ bị ô nhiễm do ý thức của người dân. Mặc dù đây là hiện tượng đáng chú ý, thu hút bình luận dân mạng, tuy nhiên chỉ thấy một vài nhà dân chủ từng yêu cây, yêu cá đến mức xuống đường biểu tình trái phép, lên án chính quyền về loại thủ đô, buông lời xì vả, thậm chí hả hê kiểu như cộng sản ăn ở không phải nên bị trời đánh toàn quan chức cộng sản sống quanh hồ ý thức kém gây họa hoặc là thuyết âm mưu do trung quốc đồ độc chứ tiệt nhiên không có cảnh anh chị dân chủ yêu cây yêu cá nào hiện diện ở khu vực đưa tin làm truyền thông khai thác sự kiện này như chống cộng như mọi khi ảnh hưởng tới việc vớt cá nữa blogger thanh huyền bình phẩm các bạn có thể thấy cùng là thân phận con cá nhưng con cá ngoài biển và con cá ở hồ nó bị phân biệt đối xử đến như thế nào nếu so ra thì số lượng cá trong sự cố biển miền trung và số lượng cá ở hồ tây chết cũng xấp xỉ bằng nhau nhưng một thời thậm chí cho đến tận bây giờ cá ở biển miền trung đã tạo thành cái cớ để cho các cuộc biểu tình bất hợp pháp cá đã tràn ra cả quốc lộ cá cá đã len lỏi vào trong các nhà thờ nhiều người đùa vui rằng chỉ trách cá sinh ra nhầm nơi sống nên cá ở biển thì được cầu nguyện, cá ở hồ thì không. Nhưng tính ý thì ai cũng nhận thấy, dù cùng chết do ô nhiễm, như vụ cá chết ở biển miền Trung vào tháng 4 năm 2016 chết do phụ xả thải, cá ở hồ Tây chết vào tháng 10 năm 2016 chết do các nhà hàng khách sạn xả thải, nhưng quan trọng cá ở miền Trung thì lại được chết dưới bàn tay gắn mác Trung Quốc. Dù đã nhiều lần chính phủ cố tách bạch mình là đài loan không phải là trung quốc do vậy cá ở hồ tây chết vậy chết nữa chết vì môi trường chết vì khí hậu thì cũng chẳng ai kêu gào chẳng ai đi biểu tình chẳng ai tổ chức cầu nguyện đâu suy cho cùng vì lý do gì cứ gắn mác trung quốc là đám tận chủ lại hò nhau xuống đường biểu tình dù đúng hay sai chúng đang lợi dụng lòng yêu nước tâm lý lo sợ Trung Quốc trong mỗi người dân chúng ta, để sau mỗi sự việc qua đi, tĩnh tâm lại, nhìn nhận sự việc cá chết ở Hồ Tây như vừa qua, lại là tiếng thở dài của các công nhân môi trường. Tội cho con cá đó. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Thành Huyền, còn nhớ khi cá chết ở biển miền Trung do Phô Sa xả thải. Giới đấu tranh dân chủ trong nước như Đoàn trang hay ở hải ngoại như các nhóm Việt Tân đều mừng như vỡ được vàng nhanh chóng định hướng đồng bọn xem đây là cơ hội ngàn vàng để lật đổ chế độ cộng sản đặt ngay tên cho nó là cách mạng cá có thể nói nhờ vụ cá chết ở khu vực biển miền trung mà nhiều quỹ đấu tranh dân chủ bùng nổ xuất hiện rồn rập các hội nhóm đều ào ào kéo vào đây để làm truyền thông nguyễn lân thắng thân chinh lặn xuống biển đi dọc bãi cát nhặt nhạnh từng xác con cá con sò xếp thành hàng và than khóc cho số phận của nó hên nhất là giáo phận vinh được việt tân bổ vào đầu hơn nửa triệu usd để giải ngân nhiều linh mục giàu bất thường đáng thương nhất là những giáo dân hiền lành chất phát và các đứa trẻ ngơ ngác của họ bỗng chốc bị lùa ra ngoài đường làm biểu tình viên yêu quá bị dí vào tay mẫu đơn kiện phumosa soạn sẵn hàng ngàn cái thậm chí họ còn bị lợi dụng làm nền cho các thành phần đi chặn quốc lộ chiếm trụ sở tấn công công an để cứu linh mục và các đệ tử dân chủ của linh mục Và sao người dân hà nội không ngậm ngùi thương cho thân phận con cá chết ở hồ tây vì cùng là thân phận cá như nhau mà cá chết ở biển miền trung được nâng niu khóc lóc thậm chí được ông nhạc sĩ tuấn khanh thổi phồng lên lấy tấm ảnh cá chết ở mỹ minh họa cho bài khóc thương cho thân phận cá chết ở bởi trung quốc bởi sự tiếp tay của cộng sản việt nam trong khi ở ngay thủ đô hà nội chẳng ai thèm để ý đến nó